Lý do 38 hộ dân không đồng ý một hộ dân mở lối đi sang ngõ 4B Lý Nam Đế. Hàng trăm nhân khẩu sinh sống tại khu tập thể 4B Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội không đồng ý cho gia đình ông Nguyễn Quang Vinh mở lối đi sang ngõ 4B Lý Nam Đế. Phản ánh đến Pháp Luật và Xã hội, báo Kinh tế và Đô thị, ông Nguyễn Hùng Mạnh, trú tại ngõ 4B Lý Nam Đế cho biết, 38 hộ dân sinh sống tại khu tập thể 4B Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, là người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ án ông Nguyễn Quang Vinh, địa chỉ 25 nhà E, số nhà 12A Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, mua nhà 6B cộng C Lý Nam Đế, khởi kiện liên quan đến việc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm không cấp giấy phép xây dựng cho ông Vinh vì không đủ điều kiện. Phát hiện trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thể hiện lối đi. Theo ông Nguyễn Hùng Mạnh, ngày 24 tháng 5 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hành chính mà những người dân ở ngõ 4B Lý Nam Đế là người có quyền và nghĩa vụ liên quan ra xét xử. Hội đồng xét xử đã tuyên một bản án thiếu khách quan, nhiều tình tiết chưa được xem xét làm rõ. Tòa án không mời Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội tham gia tố tụng để làm rõ những bất thường trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Quang Vinh, chưa làm rõ về nguồn gốc và lịch sử địa chỉ số 6 và khu tập thể 4B. Đặc biệt, việc tòa sơ thẩm tuyên buộc phòng quản lý đô thị, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm cấp giấy phép xây dựng cho ông Vinh vì có cơ sở mở lối đi sang ngõ 4B Lý Nam Đế là không thỏa đáng, ảnh hưởng nghiêm trọng quyền lợi của 38 hộ dân. Chúng tôi đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm ngày 24 tháng 5 năm 2023 của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, yêu cầu Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội xem xét lại bản án theo trình tự phúc thẩm để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi, ông Mạnh thông tin. Theo ông Nguyễn Hùng Mạnh, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã không đề cập đến quá trình lịch sử của nhà số 6 và số 4B Lý Nam Đế. Cụ thể, nhà số 6 và khu tập thể 4B Lý Nam Đế là hai khu đất riêng biệt, ranh giới được ngăn cách bằng bức tường lịch sử do Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng xây từ những năm 60 của thế kỷ trước. Trong đó, tổ dân phố 32, phường Hàng Mã, khu tập thể 4B Lý Nam Đế có khóa riêng, thuộc quyền sử dụng chung của gần 200 nhân khẩu thuộc 38 hộ có nhà ở hợp pháp, có hộ khẩu trong khu tập thể 4B. Nhà số 6 Lý Nam Đế là một hộ độc lập, rộng gần 300m² với gần 14m mặt đường. Năm 2002, khu đất này được phân chia cho 4 hộ gồm 2 nhà số 6 và 6A ở mặt đường, nhà 6B và 6C ở bên trong. Ông Nguyễn Quang Vinh mua lại nhà 6B và 6C. Từ trước, hai căn nhà trên đi ra đường Lý Nam Đế bằng ngõ riêng nằm trong khuôn viên khu đất số 6 cũ, rộng 1,5m sát với tường ngăn cách với khu tập thể 4B Lý Nam Đế. Tuy nhiên, sau khi mua nhà, lối đi chung này tự nhiên được xây bịt lại một cách có chủ ý, nhằm biến nhà số 6B và 6C thành nhà không có lối đi để mở sang ngõ 4B Lý Nam Đế. Một người dân ở ngõ 4B cho biết thêm, trong sơ đồ thửa đất nhà ông Vinh mua lại có ghi, ngõ 4B là đường nội bộ là không đúng thực tế vì ông Nguyễn Quang Vinh mua hai căn nhà 6B và 6C đã có lối đi nội bộ 1,5m, nhưng mua xong thì bỗng nhiên bị bịt kín. Chính việc bị bịt kín đó khiến ông Vinh nói rằng đất của ông không có lối đi. Được biết, năm 2016, ông Nguyễn Quang Vinh tự ý đập phá bức tường ngăn cách giữa khu tập thể 4B Lý Nam Đế. Nhưng do người dân phản ánh lên chính quyền địa phương và phường Hàng Mã đã yêu cầu ông Vinh xây lại nguyên trạng.